Ooh. I am my girl with cookies tonight. See, show your mama all your goodie stuff. Want to make sure your mama how you put it she in the bag? She loves makeup. You want to show oh, that's baby shark. Oh, that's nice. Yeah. Show mama how it goes in the bag. Aw, JD, look how cute is the baby. Aw. Baby precious. Yeah. Baby what? Baby precious. Oh, baby precious. Yeah. Wow, that's a big word for JD. Precious. Oh, where did you learn that word from, JD? Trời ơi, nó em bé nhìn precious có nghĩa là giống như là quá trời dễ thương luôn á. Kiểu vậy đó. Trời ơi, cái chữ đó ai dạy cho nó, trời Ngọc có đời nào Ngọc dùng chữ đó đâu. Ba nó cũng ít dùng chữ đó lắm. Bà ba coi iPad chứ mà. Bà ghiền qua nhà bà đi lâu rệt chơi con nói hả? Không thấy nó ở nhà là nó nằm đây đó. Ghiền bà. Nó chơi miết vậy đó. What was that? Oh, a can. A what? Can. Chạy, chạy đi. Ui, trời ơi. JD, tell me, you love Dolores? Yeah. JD, you love Dolores? You love Dee Dee? Will you throw me a kiss? You wanna be here all the time? Wanna throw me a kiss? Trời, phải sáng tới chiều. Nói chung là toes. Nó mở mắt ra làm đồ qua nhà bà đi lo rệt à. Toes, she's, are you dancing? Ring thôi. Rosie. Thôi cho đi học đi, cho đi học múa được rồi nè. Cho đi học múa ballet. Nha, 3 tuổi mấy, 4 tuổi mày cho đi học múa ballet nha. Hả, con ăn làm. Is this your stuff? We should put it in a bag. Không mà nó có nói qua bà cũng vui nữa chứ trơn bà ngồi mình nhà bà buồn. Oh, a zipper. Yeah, a zipper's nice. Có người nói chuyện nói đồ chung bà. Nice. Mom, what's this? Này gì con? It's a purse. Yeah, zipper. Elsa purse. That's my stuff goes in there. Bà khoái. Bà khoái đồ makeup. You love makeup, right, chị đi. JD. No, I'm just recording her. No, I know, but she will say a name. What name do you want her to say? Hello. Oh, yeah. Oopsie. Hello, cô chú. Say hello, cô chú. Okay. Bà kêu chay là nói hello cô chú đi. Okay, I'll take it out. Is it break? Did I break? Yeah, that's break. Oh, maybe we can fix it. Let's see if I can fix it. It's broke. Oh, it's broken. It's broken. Who did it? Hư rồi, gãy rồi. Fell down. Nó nói tiếng Anh, nói chung là cô chú nào mà sợ chay không nói được tiếng Anh á, thì đây. Nó qua chơi ba hàng ngày luôn, tiếng Anh của nó là về nhà là nó muốn quên tiếng Việt luôn. Yeah, wake up rồi. À, nó nói té wake up rồi. Okay, so you wanna stick it in there? Say thank you. It's she fixed it. I fixed it here. I'll hold it and you put the other stuff in. Some more. How many you got? One. Two. This way. Yeah. Three. Mà dạy nó đếm đó. Nó dạy đếm, dạy màu, dạy đồ. Đúng rồi. You want to zip it up? Yeah. No, I'm zip it up. Okay, I'll hold it. You zip it. No, it's my hold. Oh, you hold it then. Bà nó để bà you cầm sure? Cho nó, oh, that's good. Nó đóng lại nó không để nó I'll tự cầm. Good job, JD. Such a good girl. You can do anything. Yeah. Yeah. Who's on the whose picture is that? On the front. See, is that mama? No. Is that daddy? Yeah. Where? Show me daddy. Yes. No, that's a lady. How many ladies? One, two? One, two? Two. What's their name, JD? Cici. Cici? Yeah. No. Tên của đó là gì? Elsa and... Elsa là gì nữa? You listen? You hear mama? No. She's going to ring around the rosy. Pocket full of posies. JD, you want to swim? What happened? What happened? It's the water is pretty good. You wanna swim? No. Why? I'm dead.
Oh, you wanna stay inside with Didi? Yeah. Oh, nó muốn ra xong tắm không? Nó nói không, nó muốn ở trong nhà với bà. There's a book over there. Didi, you wanna read a book? Bà hỏi nó có muốn đọc sách không? Lại lấy cuốn sách đi bà đọc cho. Who is that? Who is that? It's baby. Let me see. It's baby. Oh. Baby. It is a baby. It's a baby. Oh, so cute. It's a baby. It's a baby. Oh. Oh, baby, có makeup không? Yeah. It's crazy. Oh. It's there. Oh, really? It's there. Oh, let's see. Let me see it. Does it open up? Yeah. Let me see if it opens. JD, is that open? No. Open. Just open it up. Here, you gotta open it up. Oh, happy birthday! Happy birthday, Mom. You see that silly girl? She said happy birthday. No. Who is Deborah? I don't know. Oh, okay. Kathy's crying. It's being silly. Just being silly. Nó chỉ cho em bé makeup đó. Phải không? Con chỉ em bé makeup phải không? But JD, I don't think you should play with this because this is the birthday card. Okay, we should put it away. The party, the nails. No, it's just Kathy's birthday party. It's mine. No. Listen, you know Kathy? Yeah, Kathy. Kathy, it's Kathy's. Yeah. Come here now, I'll tell you what it says. It No, makeup. You want me to tell you what it says? No. Okay, happy birthday, Kathy. It's from Deborah. Look at that silly girl. Làm gì? Four nails. À, vậy sao bóng tay luôn rồi phải không? Wow. Pretty. Wow. Pink. No, it's purple. Chay đi tắm chay. Trời này mày tắm là mát lắm luôn á. Nước đang ấm lắm luôn á. Đi vô thay đồ đi tắm đi ta. I'm gonna say. Hả? I'm super cup. I'm say lovers. Đi tắm đi con, đi ra ngoài kia tắm chơi đi chứ bây giờ mà con không tắm là mới mốt sau này là trời lạnh là không tắm được nữa đó. Đi tắm không? Hàng nails. Thì đó sơn nail xong rồi đi tắm. Đi tắm cho mát. Không tắm cho mát thì What color is it? Pink color. Rồi bữa sau mới đầu. No, not nose. Thơm không? Yeah. Bữa là mới đầu là khoái tắm lắm mà giờ hết khoái tắm. Pretty. Người con gái điều hành từ nhỏ. Trời thổi cho khô nữa. Yeah. Thổi cho khô nữa, cái đó là tới Tết Congo cũng chưa khô nữa chị. Cầm mấy cấp. Con nói chữ mấy cấp mà mày nghe tưởng quét cấp không á chay. Gãy rồi, chay làm gãy rồi. Trời ơi, nó xúc ra hết mấy cấp luôn, làm chơi mà chơi vậy đó chứ phải. Just look at this little girl. Kathy's friend. You see that girl? What's that? That's Kathy boat. A boat? Oh yeah, she going on a boat ride. Is Kathy out there? Yeah, she going on a boat ride. Is she by herself? Yeah. See, she don't say the motor's working right. She's a pretty good, smart cookie. She bought that boat and the guy let her. Nữa, mở ra nữa. JD. You open and close and open and close. Close and open. No. That's my toy. Is that your toy? Yeah, the mirror. Look at me. Oh, is that a mirror? Let me see. Oh, mommy looks so pretty. Oh, da, da, da. No. Oopsie. Oh, what was that? Is that good? No. Oh, Jake's up there. Yeah, it's her. Is Jake with her? No. Chay, con có muốn ngâm chân con xíu xuống nước không?
Bỏ máy cắp ở trên bờ để rớt ướt máy cắp, đúng rồi. Lại đây. Ừ đúng rồi, kéo quần lên. Đúng rồi, kéo quần lên. Kéo quần lên. Nước mát không? Mẹ chịu đi tắm mà không chịu, vô thay đồ tắm không? Dạ không. Dạ không mà. Kéo quần cao lên để không ướt nha con. Wow, nước đã ghê luôn cái chai. Mới đầu bước xuống thì lạnh nhưng mà giờ hết lạnh. À, chim đồng chim vịt. Vịt màu xanh. Vịt đầu xanh. Ồ, tàu thuyền đồ đi quá trời luôn. Ôi, cái thuyền của Katy bị gì kìa, chạy. You need my help. Con giúp bà hả chay? Dạ. Mấy cấp đằng kia kìa. Đó, cây cây đó. Wow. Cái thuyền đó là mới mua nhưng mà tại vì do mua cũ lại á nên là nó bị hư gì á, không biết nó bị dính hình như nó bị dính rong rêu gì dưới. Trời ơi, bà chay hỏi tắm không? Không tắm. Cuối cùng bà ngồi xuống, bà thấy bà Katy ngồi xuống, bà ngồi xuống luôn. Có được bà không? Tôi hỏi là có muốn ấy không? Đi vô tôi thay đồ cho. Cuối cùng giờ bà ngồi xuống luôn. Thôi kệ luôn, tắm luôn đi. Đồ đó tắm cũng được mà. Ở Việt Nam hồi đó mẹ mặc đồ đó mẹ tắm không chứ đâu. Qua đây Mỹ nữ đồ mặc đồ tắm đồ chứ ngày xưa mẹ mặc đồ đó mẹ tắm không. Rồi, trời ơi, quẹt cho cát đừng có dơ quần đó. Trời, tuột hồi cái tuột cái quần luôn đi. Ơ, trời, không, ướt đồ. Con chay nó ghét nhất là hả đồ ướt. Đồ nó mà ướt một cái là nó cởi rồi liền, nó không có chịu ấy. Phải dẫn nó vô cát dính đít. Nó nói mẹ ơi, cát dính đít, vô phải xịt nước. Rồi mới chịu á. Thì phải giờ hỏi thấy muốn thay đồ tắm không? Dạ muốn. Where? Let me do it. Where you want it? I got to untangle it first. I didn't want it in here. I'm done. I just need to mind her own. What the heck happened here? Okay, now be careful with your toes right here, okay? You know, there's glass in here, so you should watch her. Yeah. You should probably... Yeah, you should. I mean, I have swim shoes on. You already covered foot once. Yeah, I have shoes on. Do you? No. Yeah, you guys, that's a bad infection if you get caught. I tried to put the shoes on, but she doesn't like it. I know, she's going to like the cut glass. Yeah. So, Dwayne, where do you think the intakes would be? Right in the middle? The what? The intake. Like the water intake? Do you think it's going to be like a great? In the middle, like, I guess. Trời ơi, nước ấm dễ sợ luôn. I think it would be like towards the back. Trời mặc bộ đồ màu hồng thấy ghét dễ sợ. Chay nhìn mẹ coi chay. Chay nhìn mẹ coi chay. Cứ... Không thai gì mệt quá. Lại đây con.
There's glass in that sand. Cái quần lá cây, cái quần lá cây. Đúng rồi. Cái nhận cái banh nó cái nhận làm gì, nhận cái banh nó làm gì, nhận hoài. Giờ hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều đó cô chú. Chơi chơi chơi. Chơi thì cần phải chơi cô. Ôi mặc áo đẹp dữ. Ok. Ok xong rồi hả? Kéo quần lên. Kéo quần lên đúng rồi. Ngồi xuống nước đi, ngồi xuống nước đi. Ngồi xuống nước đi. She picks up some crabs on the beach. Không, đá. Ừ. Thôi đừng có hép mẹ, không cần, không cần, không cần, cứ chơi đi, đừng có. Yeah, you gotta stay up here. When you step in there, you can step in glass. Cut your feet. Remember you had a boo-boo on your foot? Baby. It's so wet. Rồi, đưa ra. Oh, it's seaweed, huh? No, she said it's cold. Oh. Daddy, daddy. No, you want to swim? You want to swim? Yeah, swim. Yeah. Yeah, you haven't swam in swim class in a long time. You came to swim today, swim today, swim today. What's that? It's staked in there. It's staked in there. The ball is just a ball. Is it stuck? Yeah, it's staked in there. She twisted it into the ground. Okay, make it one. So there's nothing in the grave. Maybe, show me. Yeah, not the grave. Something else is going on. Something's going on with it? Oh. Swim. And I thought maybe there was stuff up in the intake. Yeah. That's what it sounds like. Mm. I'm not sure. Probably best to try to get a mechanic or something, yeah, take a look at it. Got it, and I'm not willing to do that quick. Okay. But Sue said there's a guy. She gave me a number. He's coming out Tuesday. So okay, good. Oh, you dropped. Yeah. Push me out. Nini, will you push me out? Wait. Daddy? She wants to help. Okay, push me. Give me a push. Okay. Push. Okay. Really far. Push me really far. Okay, come back, JD. Come on. Okay, go to the back. Yeah. Push me. No, don't go to the back. No, just push. Okay, one. JD, come back. Two, three. All right, let go.
lot, eh?